Thanh Tùng kính lời chào đến quý khán giả của Nét Việt TV. Chào mừng quay đến tiết mục Hot News với Thanh Tùng. Hot News với Thanh Tùng vào ngày hôm nay, chúng tôi mang đến quý vị những tin mới nhất, những câu chuyện xung quanh sự sụp đổ của chính phủ Afghanistan. Hiện bây giờ, Taliban đã chiếm thủ đô của Afghanistan là Kabul. Và tất cả những cảnh diễn ra ở đó hiện giờ, nó không khác gì là cảnh đã từng diễn ra tại phi trường Tân Sơn Nhất của Sài Gòn 1975 Một số các nhà ngoại giao Trên thế giới Họ gọi Kabul ngày hôm nay Chính là hình ảnh tái lập Của một Sài Gòn Và một tân sân nhất của Sài Gòn 1975 Đó là thảm cảnh Khi mà Taliban tiến vào chiếm thủ đô Tổng thống bỏ trốn Thành trì bỏ ngõ Do đó là khi người dân Tràn vào phi trường Kabul trong hoảng loạn, họ đeo bám những chiếc phi cơ, cố gắng tìm một chỗ trên những chiếc phi cơ chật kín người để rời khỏi đất nước. Nhưng họ đã không thành công, họ đã bị giảm đạp, họ đã bị bỏ lại lần lượt từng chiếc phi cơ cất cánh để lại cho người dân Afghanistan. Nỗi thất vọng, nỗi đau đớn và sự bàng hoàng của kẻ bị bỏ rơi và của kẻ bị chính đồng minh mình bỏ rơi. Câu chuyện này nó khiến cho rất nhiều người trên toàn thế giới họ bị sốc, họ đau đớn họ bàng hoàng nhưng những người bàng hoàng nhất, đau đớn nhất vẫn chính là những người Việt Nam của chúng ta, những người đã từng sống qua giai đoạn đó, đã từng thất thần, đau đớn tuyệt vọng tìm đường thoát khỏi Sài Gòn trước khi diệt cộng tràn vào. Bây giờ nhìn lại hình ảnh này ở một đất nước không khác gì Việt Nam khi đồng minh tháo chạy đã khiến cho thảm cảnh lặp lại. Liệu việc này có 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 được tiên đoán từ trước hay không? Các tên Tùng trả lời luôn. Thế giới bị sốc là bởi vì đánh giá sai lầm về tình hình Afghanistan. Kể cả Tổng thống Joe Biden. Tổng thống Joe Biden cũng kinh ngạc về tốc độ tiến quân của Taliban nhanh đến như vậy cộng đồng tình báo hoa kỳ cũng thất bại luôn trong việc tiên đoán ngày sụp đổ của kabul tiết mục hot news sẽ thanh tuần ngày hôm nay chúng tôi mang đến quý vị lần lượt từng chi tiết xung quanh câu chuyện sụp đổ của kabul phản ứng của từng phía hoa kỳ tổng thống joe biden sự đổ lỗi của chính quyền tổng thống joe biden cho người tiền nhiệm đổ lỗi cho sự sụp đổ của quân đội afghanistan các đồng minh Hôm nay quý gì biết bộ trưởng quốc phòng của Anh quốc rơi nước mắt trên đài phát thanh. Chúng tôi xin lỗi, chúng tôi đã không cứu các bạn là những đồng minh Afghanistan được. Chúng tôi xin lỗi. Đầu đớn không quý gì Ok, trước khi mình đến quý gì phần tin chi tiết cho Thanh Tùng được giới thiệu với quý vị, các thân chủ bảo trợ cho Hot News sẽ Thanh Tùng vào giờ này. Cháu đêm 360 Cháo đêm 360 khai trương vào thứ năm tuần này 13 tháng 8 với hàng loạt món cháo như cháo ít Singapore, cháo cá tươi, cháo vịt và gỏi vịt, cháo gà và gỏi gà từ 5 giờ chiều đến nửa đêm. Cháo đêm 360 cũng là nhà hàng 360 trong khu Grand Mall San Jose 669 230 6854. Xuân Vân Healthcare và Dược Thảo toàn chân tọa lạc bên trong khu Paloma Plaza 3005 Silver Creek Road San Jose. Mở cửa từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều trong thời gian này. Mua hai sản phẩm Menado sẽ được tặng một. Giờ mua 400 đồng sẽ được tặng cây son không phai trị giá 27 đồng 408 528 9297. Paloma Cafe ngay mặt tiền của thương xá Grand San San Jose chuyên phục vụ các món ăn dân giả Việt Nam đang cận nhân viên phụ bếp và chạy bàn 408 277 0922. TN Karaoke có gì muốn có dàn karaoke mới hoặc cũ muốn đổi máy hư thành máy mới, gọi anh Đoan Nguyễn 408 223 2300 hoặc vào trang nhà tnkaraoke.com. An Khang Mì Gia trong khu thương mại Việt Nam Thao San Jose mở cửa từ 9 giờ sáng đến 7 giờ tối đóng cửa thứ tư hàng tuần 408 217 9496. Dù dịch bệnh tại Việt Nam đang diễn biến rất phức tạp, công ty Ly gửi tiền và Ly gửi quà vẫn cố gắng phục vụ nhanh nhất để tiền và hàng hóa của quý vị đến kịp người thân của mình tại Sài Gòn cũng như 24 tỉnh thành. Với những khu vực đang bị phong tỏa, nhân viên giao tiền của công ty sẽ liên lạc người nhận để tìm mọi cách giao trong thời gian nhanh nhất. Công ty Lee gửi tiền lẻ, Ly gửi quà cho Travel đang cần tuyển nhân viên nam và nữ biết sử dụng máy vi tính, làm việc toàn thời gian và bán thời gian. Mọi chi tiết xin lạc số điện thoại 408-528-6789 hoặc 408-270-6262. TNT Orchid trong khu thương xá Grand Sanctuary Mall San Jose có rất nhiều loại hoa lan tuyệt đẹp được chăm sóc bởi bàn tay của chủ nhân am tường về hoa lan. Có một nursery lớn với đủ loại cây ăn trái độc đáo 408 396 -7773 hoặc 4085687367. Nhà hàng Phở Life với món phở ngon độc đáo và nhiều món ăn khác bảo đảm hợp khẩu vị dù thực khách khó tính nhất. Nhà hàng Phở Life 3533 Homestead Road, thành phố Santa Clara, 408 551 0889. phần tin đầu tiên, đó là vì quân đội Hoa Kỳ vừa gửi thêm khoảng 1.000 binh sĩ nữa, đến để bảo vệ riêng cho phi trường Kabul. Giữa lúc, các lực lượng của Hoa Kỳ giết chết hai phần tử vũ trang cũng ở phi trường Kabul trong một cuộc di tản đầy biến động. Đó là theo tin từ phát ngôn viên của ngũ giác đài là John Kirby trong cuộc họp báo diễn ra vào trưa ngày hôm nay thứ hai. Thưa diễn biến này là một là một dấu hiệu cho thấy là tình hình biến động và bạo lực đang leo thang giữa lúc hàng ngàn người dân Afghanistan dội dã tràn vào phi trường quốc tế Kabul. Nối tiếp theo sau sự tấn công như vũ bão và nhanh bất ngờ của Taliban chiếm trở lại quốc gia này. Tốc độ tái chiếm quyền lực của Taliban diễn ra hai tuần lễ trước khi Hoa Kỳ dự trù là hoàn tất việc triệt thoái quân đội của mình ra khỏi một cuộc chiến tranh đã kéo dài hai thập niên vừa qua, đã gây bàn hoàng cho chính quyền của Tổng thống Joe Biden và rất nhiều người tại Afghanistan cũng như cộng đồng trên toàn thế giới. Quý vị một nhà lập pháp hàng đầu của Anh quốc từ đảng bảo thủ của Thủ tướng Boris Johnson gọi những gì xảy ra tại phi trường Kabul vào ngày hôm qua Chủ nhật và ngày hôm nay thứ hai là một Sài Gòn 2.0. Sài Gòn 2.0 có nghĩa là, là một phiên bản thứ nhì của Sài Gòn đó quý vị. Khi so sánh với việc Hoa Kỳ di tản nhân viên ngoại giao của mình, di tản một số các viên chức của Việt Nam Cộng Hòa cùng gia đình của họ ra khỏi thủ đô của miền Nam Việt Nam vào những ngày cuối của tháng 4 1975. Đó là lời lên tiếng của cựu Bộ trưởng Quốc phòng và là đại úy trong quân đội của Anh Quốc tên là Tobias Elwood ông này lên tiếng nói rằng những hình ảnh náo loạn vào ngày hôm nay thứ hai tại phi trường Kabul nó là sự lặp lại trong một cuộc di tản tại thủ đô của miền Nam Việt Nam sau khi bộ đội cộng sản Bắc Việt tiến vào thủ đô Sài Gòn việc mà quân đội của Việt Cộng tiến vào Sài Gòn đã khiến cho Hoa Kỳ phải di tản hàng ngàn nhân viên ngoại giao cũng như binh sĩ ra khỏi miền nam việt nam cũng như một số các nhân viên làm việc cho chính phủ hoa kỳ cũng như gia đình của họ trong suốt cuộc chiến tranh việt nam và những hình ảnh đó bây giờ được nhìn thấy trở lại nếu quý vị nhớ lại hình ảnh của chiếc trực thăng rời khỏi nóc của tòa đại sứ hoa kỳ ở sài gòn bây giờ quý vị so sánh lại tấm ảnh của chiếc trực thăng cũng rời khỏi một trong những cái nơi mà nổi tiếng đó là khu vực của phi trường quốc tế Kabul mang theo nhân viên tòa đại sứ mang theo một số các nhân viên của Afghanistan cộng tác với Hoa Kỳ ông dân biểu này á ông lên tiếng ông nói như thế này nè nếu đây không phải là một phiên bản Sài Gòn 2.0 thì tôi không biết nó là cái gì nữa cả liệu đây có phải là cách mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta sẽ rời khỏi afghanistan hay không tôi nhắc lại lời kêu gọi phải có một cuộc điều tra của anh quốc vào vấn đề này quyết định của tổng thống joe biden đưa ra hồi đầu năm nay đó là xếp đặt một khung thời gian triệt thoái quân đội ra khỏi afghanistan đã dẫn đến việc các quốc gia đồng minh trong khối nato bao gồm cả anh quốc cũng loan báo việc triệt thoái quân đội của họ hai thập niên sau khi họ đến Afghanistan. Thưa quý vị, trong khi đó vào ngày hôm nay khi trả lời phỏng vấn trong chương trình truyền hình Good Morning America của đài NBC chương trình Today thì đại diện của chính quyền Hoa Kỳ cố vấn về an ninh quốc gia của Hoa Kỳ là Jack Sullivan đã đổ thừa sự thất bại này là do quân đội Afghanistan. Thanh Tùng sẽ mang đến quý vị thêm nhiều phần tin chi tiết nữa sau ít phút quảng cáo. Mời quý vị nhớ đón xem. Thanh Tùng kính chào tái ngộ đến quý khán giả của Nét Việt TV. Chào mừng quý vị đến phần 2 tiết mục Hot News với Thanh Tùng ngày hôm nay. Ở phần 2 Thanh Tùng tiếp tục kể quý vị nghe phản ứng của chính quyền Tổng thống Joe Biden ra sao đối với sự sụp đổ của Kabul và quyết định của Tổng thống Joe Biden như thế nào trước sự việc này. Và rồi, phản ứng của các quốc gia đồng minh, phản ứng của Đức Quốc, phản ứng của Anh Quốc, phản ứng của Nga, phản ứng của nhiều quốc gia ra sao về vấn đề này. Nhưng Thanh Tùng chỉ muốn nhắc với quý vị đó, phản ứng từ phía của Đức Quốc, á họ tuyên bố gì? Chúng ta cùng với Hoa Kỳ và cộng đồng quốc tế đánh giá sai về Taliban, đánh giá sai về tình hình. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Quốc thì ngang ngào. Xin lỗi, chúng tôi đã không cứu được các đồng minh Afghanistan trong thời điểm này. Còn phía Nga thì họ đưa tin đặc biệt cho biết Tổng thống của Afghanistan Hamid Karzai bỏ trốn vào ngày hôm qua Chủ nhật từ phi trường Kabul mang theo chẳng những là bốn chiếc xe hơi chứa đầy tiền mặt mà tiền mặt còn chất đầy lên trên chiếc trực thăng. Tiền mặt nhiều đến độ chất không nổi phải để lại ở phi trường. Thanh Tùng sẽ kể quý vị nghe chi tiết cái sự việc này. Nhưng bây giờ, bây giờ cho Thanh Tùng giới thiệu với quý vị các bảo trợ cho Hot News với Thanh Tùng ngày hôm nay. Đó chính là Angel Beauty thuộc lạc bên trong của thương xá Grand San San Jose. Chỉ đầy đủ các sản phẩm về dược thảo và mỹ phẩm tám Trung tâm thuế vụ hàng lê chuyên khai thuế cá nhân hùng hạp thuế công ty thuế thương mại thuế nhân viên. Địa chỉ 621 Tully Road, San Jose, phòng A125 bên cạnh Hồng Minh Travel, 408 5843 Nhà hàng phở 90 độ kể từ nay bà con mình có thêm địa điểm ăn khuya ở San Jose. Phở 90 độ ở mặt tiền khu thương mại Việt Nam Town San Jose, mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 12 giờ khuya. Phở 90 độ trong khu Craig Mall Milpitas mở cửa từ Chủ nhật đến thứ năm từ 10 giờ sáng đến 8 giờ tối. Riêng thứ sáu và thứ bảy mở cửa đến 9 giờ tối. Thẩm mỹ viện Beauty Image San Jose do đường của bác sĩ Hùng Hậu đang có chương trình giảm giá 1.000 đồng cho kéo chỉ nâng cơ nguyên mặt. Ngoài ra, đang có chương trình promotion đặc biệt giảm 10% cho lệ phí và tặng miễn phí chương trình làm facial. Địa chỉ 979 Story Road Suite 7093 trong khu Vietnam Town San Jose 5104527297. 7297. Trung tâm chẩn đoán và điều trị tim mạch Cardiology Clinic of Northern và bác sĩ Đặng Văn Đáng. Bác sĩ Đặng Văn Đáng là bác sĩ tiêm tốt nghiệp từ các trường thuốc nổi tiếng ở New York, sinh ra và lớn lên ở San Jose, nhưng bác sĩ có thể nói lưu loát tiếng Việt. Cardiology Clinic of Northern, trong khu thương mại Việt Nam Town San Jose 408 293 5900. Tiêm ngừa có mức bảo vệ rất cao để chống lại siêu vi khuẩn và mang khẩu trang ở nơi thông thoáng cũng bảo vệ thêm cho chúng ta nếu chỉ dùng hoặc chỉ khẩu trang hoặc chỉ là vaccine sẽ không được hoàn toàn đầy đủ. Càng có nhiều cách bảo vệ khác nhau là cùng vaccine và cùng với khẩu trang sẽ càng giúp chúng ta chống lại COVID hữu hiệu hơn. Tuy đầu tiên thì cho thân tổng mệnh đến quý vị phần lên tiếng từ đại diện chính quyền của Tổng thống Joe Biden. ha Đại diện chính quyền Tổng thống Joe Biden là ông Jake Sullivan. Jake Sullivan là cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống ông này lên tiếng đổ lỗi là sự chính vì sự thất bại của quân đội Afghanistan mới dẫn đến việc mà Taliban chiếm Afghanistan quá nhanh như vậy. Vì quân đội Afghanistan cho nên Taliban mới chiếm nhanh như vậy. Đó là lời lên tiếng của cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ Jack Sullivan. Và Jack Sullivan vào ngày hôm nay thứ hai cũng nói là Tổng thống Joe Biden không muốn Hoa Kỳ bước vào một thế kỷ thứ một thập niên thứ ba trong một cuộc mâu thuẫn ở Afghanistan nữa. Tại bởi vì quý vị thấy rằng là cuộc chiến tại Afghanistan đã kéo dài 20 năm, tức là đã hai thập niên rồi. Tổng thống Joe Biden không muốn cuộc chiến tranh này nó kéo dài sang thập niên thứ ba. Và Tổng thống Joe Biden không muốn giao cái cuộc chiến kéo dài quá lâu này ở vùng đất Afghanistan qua tay của vị Tổng thống kế tiếp của nước Mỹ. Ông nói đã đến lúc chúng ta phải giải quyết cuộc chiến này và phải rút ra khỏi nó. Sau cái đổ hàng tỷ, hàng trăm tỷ Mỹ Kim vào cuộc chiến gần như không có lối thoát. Đó là phía của bên chính quyền Tổng thống Joe Biden. Lý do vì sao? Họ triệt thoái quân đội. Và rồi à, vào ngày hôm qua Chủ nhật và hôm nay thứ hai, thì quý vị đặt câu hỏi là ổn như vậy thì ông tổng thống của chúng ta ở đâu, ông Joe Biden đang ở đâu? Khi mà Taliban tiến chiếm vào thủ đô Kabul tiến vào dinh tổng thống như vào nơi không có chỗ và dân chúng hoảng loạn tràn ra phi trường Kabul. Thì thưa quý vị hôm cuối tuần, từ cuối tuần thì tổng thống Joe Biden cùng với gia đình đang nghỉ dưỡng tại căn cứ quân sự Camp David. Căn cứ quân sự Camp David đặt ở giữa một cái khu rừng dày đặc để bảo vệ sự an ninh cho tổng thống thì cả gia đình của tổng thống đang nghỉ ngơi ở đó dự trù á là sẽ ở đó cho tới thứ tư hôm nay thứ hai ở đó cho tới thứ, thứ tư thì mới về lại tòa bạch ốc nhưng vì tình hình biến động tại afghanistan cho nên tổng thống joe biden sẽ phải quay trở về thủ đô qua tỉnh đốn trở về tòa bạch ốc vào khoảng ba giờ bốn phút chiều của ngày hôm nay theo giờ miền đông tức là khoảng 12 hai giờ bốn phút trưa theo giờ của cali và tổng thống joe biden sẽ có phần lên tiếng giải thích về vấn đề sụp đổ của Afghanistan và kế hoạch của Hoa Kỳ trong thời gian sắp tới. Tiếp đây được xem là một trong những thử thách nghiêm trọng nhất đối với chính sách ngoại giao của chính quyền Tổng thống Joe Biden kể từ khi ông nhậm chức hồi đầu năm nay 2021. Thưa quý vị, cho tới giờ phút này, mặc dù những gì đã xảy ra, đã xảy ra ở Afghanistan, nhưng Tổng thống Joe Biden vẫn cương quyết bảo vệ cho quyết định rút quân của mình ra khỏi Afghanistan. Một lần nữa, ý của Tổng thống nói rằng đã đủ rồi, 20 năm cuộc chiến ở đó là đã đủ. Chúng ta đã tốn nhiều tiền của công sức và cả sinh mạng của người Mỹ cho cuộc chiến ở đó là đủ. Tôi không muốn bước sang một cái 10 năm kế tiếp. Và tôi, tôi không muốn chuyển giao cái cuộc chiến này cho vị Tổng thống kế tiếp của nước Mỹ. Để điều thứ nhất đó là là giải thích của Tổng thống Joe Biden. Và cái giải thích thứ nhì là Tổng thống Joe Biden đổ thừa cho người tiền nhiệm của mình là cựu Tổng thống Donald Trump. Ông Joe Biden nói rằng là quý vị đừng quên, khi mà ông Donald Trump còn làm Tổng thống, á, thì chính ông Trump đã sai ngoại trưởng của ông ngồi nói chuyện với phía của Taliban. Hai bên ký cái thỏa thuận với nhau rằng là Hoa Kỳ sẽ đồng ý triệt thoái quân đội ra khỏi Afghanistan vào trước ngày 1 tháng 5 2021. Thỏa thuận đó vẫn còn trên giấy trắng mực đen và được ký bởi hai bên giữa Taliban và chính quyền của ông Donald Trump. Tôi là Joe Biden, tôi là vị tổng thống kế tiếp và bây giờ tôi chỉ làm đúng theo những gì mà người tiền nhiệm của tôi là ông Trump là ông Trump, ông ký thôi. Chỉ có điều tôi tôi rút ra chậm hơn chút, ông ký trước ngày 1 tháng 5, còn tôi tôi rút ra là khoảng cuối tháng 6 đầu tháng 7 tôi rút. Chứ tôi đâu có làm gì sai đâu, đâu gì, tôi đâu, tôi đâu có làm gì khác hơn so với những người tiền nhiệm của tôi. À. Ok, đó là cách đổ lỗi của ông Joe Biden. Ông Joe Biden thì đổ lỗi cho ông Trump. Còn cố vấn an ninh quốc gia của ông Joe Biden thì đổ lỗi cho chính quyền của Afghanistan. Với thân phận của một Việt Nam Cộng Hòa bị bỏ rơi bởi đồng minh, hôm nay mình nghe lại những cái câu này. Thật ra người Việt Nam mình không bất ngờ đúng không quý vị? Có lẽ người Afghanistan họ bất ngờ chứ Việt Nam mình người Việt Nam mình không bất ngờ. Không bất ngờ chút nào. Cay đắng. Cay đắng vô cùng quý vị. Ok, rồi. Bây giờ quay sang giới cái phần tin mà của bên Nga. Đây là tin của đài truyền hình bên Nga họ loan nha quý vị. Truyền hình bên Nga họ loan á là ông tổng thống Hamid Karzai của Afghanistan đã rời khỏi đất nước này qua cái phi trường quốc tế Kabul vào ngày hôm qua Chủ nhật khi mà Taliban tiến vào thủ đô thủ đô của Afghanistan là Kabul thì ông mang theo rất nhiều tiền mặt tiền mặt chất lên trên cái chiếc trực thăng nhiều đến độ mà nó không còn chỗ chứa nếu còn chất nữa thì trực thăng không cất cánh cho nên phải bỏ tiền mặt lại ở trên phi đạo bốn chiếc xe hơi cũng được sử dụng để chở tiền mặt chạy ra khỏi Afghanistan và hiện bây giờ ông uh, tổng thống của Afghanistan, ông Hamid Karzai đó có thể là ông đang tị nạn chính trị tại một trong hai quốc gia láng giềng của Afghanistan mà người ta đoán nha. Người ta đoán có thể ông đang tị nạn chính trị ở Tajikistan hoặc là Uzbekistan, một trong hai quốc gia đó. Và phía của đài truyền hình của Nga Họ nói rằng là sự tháo chạy của Tổng thống Hamid Karzai ra khỏi đất nước mình ở thời điểm này là một sự nhục nhã và ông này cần phải đối mặt với công lý và phải trả lời cho người dân Afghanistan. Một lần nữa, các tên tùng kết thúc bản tin ngày hôm nay bằng sự lên tiếng của Ngoại trưởng của Đức Quốc trong ngày hôm nay. Chúng ta đã đánh giá sai lầm về tình hình ở Afghanistan. Bộ trưởng Quốc phòng Anh thì khóc Xin lỗi, tình hình quá bế tắc chúng tôi không cứu được đồng minh Afghanistan. Quý chị biết Đức ngày hôm nay gửi hai chiếc vận tải cơ quân đội bay tới cái nước láng giềng của Afghanistan, đổ xăng ở đó, chuẩn bị bay vào Kabul để di tản. Nhưng đã tới nước láng giềng rồi không bay vô được Kabul là bởi vì quá náo loạn ở bên trong không hạ cánh được. Không hạ cánh được thưa quý vị. Và phía Tổng thống Joe Biden thì nói gì? Tôi yêu cầu cộng đồng tình báo Hoa Kỳ coi lại cái cách làm ăn của mình đi. Chính các ông tình báo Hoa Kỳ báo cho chúng tôi biết rằng là dự đoán trong vòng 90 ngày tới Taliban mới chiếm Kabul. Vậy thì chuyện gì xảy ra? Chưa tới 90 ngày vô chiếm hết trơn trọi rồi. Tình báo Hoa Kỳ đâu có gì. Vậy bây giờ chính tổng thống lên tiếng, bây giờ mấy ông tình báo trả lời cho chúng tôi đi chuyện gì xảy ra? Chúng ta lại phải chờ xem. Cảm ơn quý vị theo dõi tiết mục Hot News với Thanh Tùng ngày hôm nay. Quý vị theo xem lại trên YouTube khi gõ chữ Hot News với Thanh Tùng. Nhớ cho xin cái like, kiểm trợ tinh thần. Muốn xem tiếp tiết mục này trong tương lai, nhớ subscribe hoặc là đăng ký kênh. Muốn bảo trợ tiết mục này trên TV, gọi số điện thoại đang hiện trên màn hình. Hẹn gặp quý vị tiết mục này kỳ tới.